về đến nhà mở cổng ra mà có một gian xù trắng này nó ra nó đoán thì cứ gọi là phê luôn. Rồi mấy em bắc hà xù ngày hôm nay, mấy em trắng bắt đầu nô đấy. Chó con nó khỏe trong người cho nên là nó chơi nhiệt tình, dư thừa năng lượng luôn. Ra chơi vài buổi như thế này là lông nó ra màu cháo lòng hết. Đàn này 6 con thì có 2 chủ đến bắt rồi. Còn một người hẹn nữa. Còn một người hẹn nữa nhưng mà chưa đi công tác về nên là chưa bắt được. Thì đàn này là còn lại 3 con thì mình sẽ giữ lại, không bán nữa. Đó, nhìn siêu gần cái lông của chúng nó. Đấy, gọi nó phải vào, nó phải liếm tay thế mới được. Nuôi con chó mà đến khi gọi vào nó cứ gọi nó lại chạy thì thôi, thì không có, nó không có cơ hội để gần cho nó được. Gọi nó phải vào, nó phải ra, nó phải liếm tay, phải quấn chủ thế mới được. Kệ nó nghịch cho con, nghịch không tránh được. Chó. Mấy đứa ra chơi với nhau đi, hôm nay là bắt đầu đến cái giai đoạn là mặt khỉ rồi. Giai đoạn là lông nó bắt đầu nó dày hơn một tí. Thì cái mặt của nó nhìn trông nó như là mặt con khỉ rồi. Bắt đầu chớm vào cái giai đoạn mặt khỉ. Đấy, nhìn cái lông siêu gần đấy. Chúng nó nghịch, chúng nó nô nhau là lông nó còn đang có được một độ ẩm ẩm, ướt. Đấy, nhìn cái lông quay gần, cái sợi lông cứng nó dựng lên. Rồi, giờ đi ra chỗ anh Toàn chơi đi. Không lại đằng đây, ra đằng kia. Đấy, dư thừa năng lượng luôn. Mấy em bắc hà xù trắng nó phải quấn người như thế thì nó mới được. Con chó nó phải quấn chủ, nó phải yêu chủ thì mới được. Chủ mà ra là chó nó phải quấn quýt. Thì đàn này là ban đầu là định giữ lại 2 con thôi, 2 con hoặc là 3 con, 2 con thôi. Nhưng mà bây giờ lại đổi ý, bây giờ là còn 4 con này. Là nếu mà bác có một bác cái dặn rồi ấy, nếu mà một bác ở Bắc Giang, bác ấy dặn từ trước, từ lúc nó mới đẻ cái. Mà bác ấy dặn từ đàn trước luôn. Nếu mà bác ấy mà không bắt ấy, thì là đàn này mình cũng sẽ giữ lại luôn. Mình nuôi luôn cả 4 con. Chờ cái đàn cho đến đời cháu của chúng nó. Đời này là đời con chó, bố mẹ là con chó bản. Coi như là đời 1, bố mẹ là con chó bản. Muốn giữ chúng nó để có cái đời sau nữa. Đàn trước là giữ lại 1 con thì cái bờm của nó là vô cùng tốt. Cái lông xù của nó ở trên lưng là vô cùng tốt. Nó di chuyển được cái bờm rất là tốt. Và cả bờm lưng và cả bờm chân. Khi mà bọn trắng nó tụ thành một đám ấy thì nhìn nó rực rỡ luôn. 1 con thì nó không gì, chứ còn nó chỉ cần 4-5 con nó đứng với nhau thì nhìn nó sẽ đẹp. Nhìn nó gọi là nghĩ thế nó đã thấy phê rồi. Với những người mà thích chó, nuôi chó thì về nhà mà có một gian chó trắng nó ra nó đoán thì nó quấn chủ, nó vô chủ, nó thấy chủ về nó lượn phi ra nó đoán phê luôn.
Đấy. Giữ lại mấy con này để gây dựng cái mong ước đấy, cái mong ước về nhà là có một dàn chó trắng ra đón. Bốn con cái này sau là kiếm thêm một em đực nữa, đực trắng thật là đẹp, về để ghép với bốn em này, bốn em này cộng với một em trắng của cái đàn trước nữa là năm em. Mấy người mà đã nuôi mấy cái con chó con của cái cặp bố mẹ Bắc Hà trắng này rồi thì sẽ hiểu được là cái con chó nó cái con chó ta, nhưng mà nó rất là tốt ở cái là nó rất là quấn người luôn, và nó dạn chó chứ nó không có nhát chó, nó rất quấn người và nó dư thừa năng lượng đấy. Mà ai mà cần một cái con chó mà theo cái kiểu là chó ta mà khôn ấy, mà yêu chủ quấn chủ ấy, đúng nghĩa một con chó nhà ấy, mà bắt được cái đàn trước và cái đàn này thì cứ gọi là toại nguyện luôn. Chứ anh bắt cái con đầu tiên là không có quay video, nhưng anh bắt cái con đầu tiên là anh ấy về là anh đi chó về nhà một ngày là anh đã nhắn tin anh cảm ơn mình rồi. Anh ấy cảm ơn trại là vì cung cấp được một cái sản phẩm rất là tốt, con chó rất là ngoan. Đây, cho mọi người xem này. Đây nha, cuốn con về nhà ngoan và biết đi theo. Mai anh sẽ cập nhật hình ảnh. Đây, sân này, sân vườn này. Đó. Đây. Tha hồ hoạt động, phải công nhận bạn này rất thông minh. Cảm ơn Hoàng đã có sản phẩm rất tốt. Đó, mọi người thấy là bắt một cái con chó mà nó ưng ý, mà nó hài lòng ấy thì về nó toại nguyện, nó nuôi nó sướng lắm. Nhưng mà cái số lượng chó này nó không có nhiều, và mình cũng muốn giữ giống để mà mình gây. Mình muốn giữ để mình gây giống cho nó ra nhiều hơn. Mọi người nuôi con chó theo cái kiểu là nuôi chó nhà thì mọi người không muốn cho nó đẻ đâu. Có thì có thể cho nó đẻ một lần, hai lần thôi, chứ không muốn cho nó đẻ nhiều. Thành ra những cái con cái mà về bán cho mọi người về là nó sẽ có rất ít đời cho con. Vì nó lích kích, nó nuôi, nó đẻ, rồi nó này kia. Mà nhìn con chó như thế, nhiều người này nhìn thương, nhìn con chó mẹ nó chăm con, nhìn vất vả mà. Thành ra mọi người không muốn cho nó đẻ, như là đi lấy giống này kia, rất nhiều thứ lằng nhằng. Mà khi mà bán cho mọi người như thế thì là nó sẽ không có những cái đời chó con ở đằng sau, nó không còn nhiều nữa. Nên là cái đàn này mình quyết định là mình sẽ giữ lại nhiều hơn là cái dự tính ban đầu. Mình sẽ giữ lại nhiều hơn là cái dự tính giữ lại ban đầu, để gây giống nó, để mà sau để cho nó ra những cái đời chó con. Khi mà mình nuôi chó nhiều thì mình hiểu được một cái vấn đề là cái cách nuôi nó là một thôi. Cái cách nuôi, cách chăm sóc ấy, nó cũng sẽ giúp cho những cái con chó là cái thần kinh của nó tốt hơn. Nhưng mà cái quyết định nó vẫn là cái di chuyển. Cái quyết định đến cái thần kinh, cái tính cách của con chó nó vẫn là về cái vấn đề di chuyển. Cái di chuyển của con chó bố, con chó mẹ, cái tính cách, cái thần kinh của nó tốt ấy, thì nó di chuyển cho con chó con. Cái đó nó gần như là một cái gen ở người, là một cái gen theo kiểu gọi là gen thông minh, kiểu như thế. Thì ở con chó là cái đấy là nó phụ thuộc vào cái yếu tố di chuyển rất là nhiều. Chứ nuôi cùng một đàn, nuôi như nhau, mọi thứ cái cách nuôi như nhau, nhưng mà có những cái đàn chó ấy, tất cả các con chó ở trong đàn nó đều dạn, rất là dạn, rất là tự tin. Nhưng có những đàn ấy thì lại xuất hiện những con nhát ở trong đàn, có con dạng, có con nhát. Đấy là thể hiện rõ được ở cái vấn đề đấy, nó là câu chuyện di truyền chứ nó không phải là cái cách nuôi. Hai đàn nuôi cùng một lúc, cùng trại, cùng người nuôi, nhưng mà tính cách của hai đàn nó lại khác nhau, là cái đấy nó là cái di truyền. Đấy. Đây. Rồi. Rồi, nhìn như này, yên yên yên. Này này, phá dây, bung dây mất rồi. Rồi. Mặt khỉ. Đấy. Mặt giống mặt tôn đại thánh. Được, tầm này nó là mặt khỉ rồi. Bởi vì tầm này là cái lông đầu ở trên đầu nó bắt đầu nó phát lông, là lông mặt thì nó không có nhìn như mặt khỉ. Mấy đứa ra đây nào.
ra đây. Đấy, con chó nó phải quấn người thế nó mới được. Chứ gọi ra mà nó lại chuồn là thôi đấy. Gọi ra lại cứ càng cứ chủ thò tay ra chó lại chạy là thôi, nuôi bực lắm. Ừ, toàn gọi đi, tức tức đi. Ê ơi. Đấy, để quay mặt lại đằng đấy. Rồi. Xanh đâu, ra đây. Em ơi. Kìa, anh Toàn gọi đằng kia mà. Đây không, anh Toàn gọi đằng kia. Ê. Ơi. Đây, thế này, gãi, gãi lưng này, giữ cái dây cổ gãi lưng. Ừ. Ê, bên đứng bên này đi. Này lông bẩn hết rồi. Mày nu. Thằng tím này chưa sợ. Đây, đứng là chỗ nắng này, nhìn cho cái lông nó đỡ bẩn. Lông nô nhau bẩn hết rồi. Ừ. Ok, quay mặt lại đây đi. Rồi. Quay mặt hai con nào. Thế này đi. Đấy, gọi. Tức 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 đi. Ê. Zoom lại xa xa ấy, zoom gần quá thì nó lại chẳng nét, nó lại mất nét. Nút nét nó màu xanh. Thấy chưa? Ok. Khi mà nó có nắng ấy thì nó sẽ sáng này, liếm cái gì, liếm linh tinh cái gì đấy. Đấy. Sờ. Ok, nhìn mặt chưa? À. Nhìn mặt trắng hơn. Mặt trắng nên nhìn mặt trắng hơn. Ok. Cứ quay đi. À, như thế này để cho nó, cái con này cho nó thư giãn, cho nó gì tí chứ nó cứ đần cái mặt nó ra. Con này này. Đấy. Ok. Đuôi cong tít. Bọn này thì lông đuôi bây giờ nó bắt đầu nó dậy lông đuôi rồi. Ê, nhìn cái đuôi của nó, lông đuôi này. Bắt đầu nó dậy, bắt đầu nó xù đuôi rồi. Bọn này thì cứ yên tâm là về sau là tất cả nó đều lông đều xù hết. Ít nhất là cái giải xù đuôi, giải xù lưng và giải xù chân là cực kỳ tốt luôn. Như những con đàn trước, trông chờ trong nó là chỉ cái giải xù ở cổ thôi, là nhiều hay là ít thôi. Còn cái xù lưng, xù đuôi và xù ở chân, có xù ở chân thì nhìn nó đẹp hơn. Và xù ở trên lưng là nó rõ ràng, nó phân biệt rõ ràng ra với lại cái lớp lông ở hai bên bụng, có lớp lông ở trên lưng của nó là nó rõ ràng luôn. Đấy, da đủ nắng thì nhìn cái màu lông thì nhìn nó còn sáng tí. Vì da nắng ấy là nó hắt nắng là nó nhìn được cái lớp lông ở bên trong. Vì lớp lông ở bên ngoài thì nó nô nhau, nó bị bẩn, nhưng mà cái lớp lông ở bên trong thì nó không bị bẩn đó. Kiểu nhìn cái cổ với cái đầu của chúng nó nô, chúng nó hay gặm cổ nhau. Gặm cổ, gặm tai. Sợ. Nào. Đây nào. Bằng này phải nói là quá đẹp luôn. Nuôi mà có bổ sung cái chibi à, nhìn cái lông của nó này. Đấy, cái đuôi. À. Đấy.